Trời ơi, bảy xèo khai trương xe hủ tiếu, trừ đưa hủ tiếu gõ bò viên. Trời đất ơi, cái tin này nó chấn động luôn bà con ơi. Trời đất ơi, quỷ thần thiên đụng ơi. Cô gì chú bác anh chị em có nghe cái tin này chưa? Ta nói cái tin này nó dữ dội và nó dữ dằn phải nói là nó phải nói là nó vô cùng đặc biệt luôn. Năm nay chú bảy khai trương một lần nữa là coi như là mấy lần rồi quý vị? Bốn lần rồi, hả? Bốn năm lần gì rồi? Trời ơi chú bảy khai trương gì dữ vậy chú bảy? Trời đất ừ, chú Bảy khai trương phải chi mà có ca sĩ nghệ sĩ lớn người ta đến người ta chúc mừng thì mới làm ăn phát triển được Ca sĩ lớn người ta không đến thì làm sao mà có fan người ta kéo đến được Fan này chú Bảy khai trương hủ tiếu gõ hủ tiếu bò duyên gì đó chắc là mấy thằng youtube nó kéo đến nó review cho Bảy quá Nhưng mà em nói nhỏ nhỏ em nói sương sương, em nói sơ sơ cho quý vị nghe nha Em có một một người bạn ở trong nhóm kín quý vị ha Một người bạn ở trong nhóm kính của tụi nó nha nghe đồn sơ sơ thôi quý vị nghe đồn sơ sơ nghe đâu gì là phía bên anh hai phía bên anh hai muốn hỗ trợ muốn trài trợ cho chú bảy một phải nói là một cái điều kiện à, để mà đứng ra bán hủ tiếu bò viên hủ tiếu mì gõ gì đó trời ơi bên đó bây giờ đâm chọt ngay kinh tế của hồng loan ở quên ngay kinh tế của bùm của bùm bùm ha Trời ơi, Bùm Bùm bán hủ tiếu bò viên, cái chú Bảy cũng bắt chước bán hủ tiếu bò viên, hủ tiếu bò viên, mà không biết hủ tiếu gõ, thì nói chung hủ tiếu gõ cũng tựa tựa như Bùm Bùm quá vậy, hủ tiếu gõ là hủ tiếu người ta dùng bằng cái hủ tiếu khô rồi đó, hủ tiếu khô, hủ tiếu tư rồi đó, thì nó cũng mé mé nhau đó, không mà chứ không đâu đó nè, còn à, Bùm Bùm thì bán ở trong nhà, còn cái đợt này nghe đâu chú Bảy mướn cái sạp, à, mướn cái, cái mặt bằng ở phía trước, bán đẩy, đẩy làm một cái chiếc xe, Nói chung tự tự như mì gõ vậy đó Anh chị chắc biết ở dưới thành phố cũng có mấy chỗ mì gõ đó Mì gõ mà thường thường người ta bán theo bì, bì đường đó quý vị fan à, Phen này chú Bảy chơi chiêu à, Nghe đâu là chuẩn bị khai trương xe hủ tiếu nha à, Hủ tiếu bò viên á, à, mì hoành thánh gì đó quý vị Trời đất ơi chú Bảy bây giờ xuống bán hủ tiếu Hủ tiếu gõ đâu ha Chơi cái, cái môn này có bộ được à cái môn bán dĩ hè cái bộ có lý ha bán phi phê rồi đó quý vị không biết chú bảy làm được hay không không biết nha à, phan này chú bảy chơi lớn rồi à, chú bảy chơi lớn luôn mà chú bảy không biết lấy mối bò viên ở đâu ha có khi nào nhờ đệ tử qua lấy bùm bùm qua lấy gì qua lấy hủ tiếu của, của của bùm bùm cũng như là lấy bò viên của bùm bùm về bán không mấy cha à, coi chừng lắm à, nghe coi chừng căng lắm nha quý vị coi chừng chú bảy nói chung giờ dễ mà chú quý vị nhiều khi chú bảy muốn lấy mối của bùm bùm á cái chú bảy nhờ ai đó đó nhà ai đó qua nhà bùm bùm à, giả đờ mua về ăn hay mua về bán gì đó ăn à, mua xong về giao với chú bảy bán lắm à chú bảy nói trời ơi bùm 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 hảm gà nó bán hủ tiếu bò viên đắt như tôm tươi luôn Thôi mình qua mình lấy bò viên nó về mình bán đi hả bò viên nó chắc ngon lắm đây nè chào hồi đất ơi ta nói chú bảy mà khai trương xe bò viên hủ tiếu nữa là coi như nó trồng với bùm bùm luôn mà cũng gần gần chỗ của bùm bùm mấy ghê chứ trời ơi chắc tính cạnh tranh với bùm bùm hay sao nè Trời ơi chú Bảy ơi chú Bảy chú Bảy cạnh tranh không có lại bùm bùm đâu chú Bảy ơi Trời ơi chú Bảy đừng nghe lời mấy đứa mà tao nói sòi con sòi thúi gì đó nó dụ chú Bảy Nó dụ chú Bảy để nó có chuyện nó làm nó quay để nó chế nhiễu chú Bảy đó chú Bảy Ở nhà nghỉ cho khỏe đi chú ơi, Sao? ở nhà nghỉ cho khỏe đi Lên live stream bán đò bậy bạ rồi bán dầu thơm rồi bán um, bánh trái kẹo nho rồi đó bán đỡ đỡ đi à, Đắp đổi qua ngày đi lâu lâu mình nhập viện lần thôi cứ năm mình nhập viện chừng bốn lần thôi cũng đủ xài nữa chú bảy ơi trời ơi fan này nghe căng rồi à. biến căng biến căng nha à. thôi bỏ qua chú bảy đi à bỏ qua chú bảy đi quý vậy chú bảy chơi chơi gì đâu bán hộp tiêu bò viên giống như con gái của mình là thua rồi rồi bây giờ quý vị không biết có biết cái tên này không nói chung là à, cái cái chị bành thị dê là ngày 19 tây tháng 10 quý vị 19 tây tháng 10 này là có cái show diễn bên pháp đó cho nên nghe đâu anh bên với chị bành chuẩn bị về bản nha anh Bình, anh Bình sẽ dẫn chị Bành về bản để mà có cái show diễn với cái vai trò là khách mời là đêm 19 tây, 19 tây tháng 10 này nè, à, 19 tây tháng 10 ha. thì cái bà Văn Tiên, bà cũng mới đăng lên một cái bài bà, bà nói là trong cái vụ mà cũng gây quỹ cho Bảo Gia Quy, Gia Gia Ghi này quý vị. thì trong cái vụ này thì chung tay cứu giúp đồng bào bị bảo, bảo lũ thì cũng có cái đêm nhạc gì bên đó. đó cái bà tiên bà nói vậy xin lỗi hẹn với với cháu phượng rồi à, không có qua à, tính qua pháp để à, tham dự tham gia cái show của của phượng nhưng mà không được rồi à, thôi đành hẹn lại lần sau vậy à, trong khi đó cái chị bành chị bành thị ve chị bành vô chị bành bấm nút like thôi chờ coi nó hỏng không đúng ra là cô nó à, cô 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 văn tiên của nó nói vậy đúng rồi nó mới nói, nói dạ cảm ơn cô à, cô khỏe không cô cảm ơn cô à, show này không được thì show sao đi cô nó không nói nó không điếm xẻ gì hết nó vô nó bấm cái nút like cái gọi à cô dân tiên nói là gì khôi kẹt cứng đường đi lối dài định bay qua pháp ủng hộ cô ca sĩ hồng phượng cái xô tháng mờ này mà đành hẹn lần sau vậy còn nhiều lần mà hồng phượng hén á à. nhưng mà chị 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 bành chị bành không chịu vô bình luận câu nào hết giống như là hai người đang hù à, có xích mít chiến tranh gì đó quý vị à bởi vì tao nói xích mít rồi Chị Bành không có chịu chơi với chị Văn Tiên đâu chị ơi. Trời chị Tiên ngáo chơi không không bỏ bị bỏ xa rồi chị ơi. Bây giờ chị Bành chơi với chị Thủy Mập nè, chơi với Lê Tím nè, chơi với anh Hai rồi. Nghe đâu là ở trong ở trong nội bộ là 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 nói chung là chuẩn bị họp tem tùm lum kìa. À, cho nên là cô Văn Tiên bỏ đi, bỏ ý định mà mà mà, mà bỏ ý định mà mà, mà mà chơi với chị Bành đi ha. Rồi bây giờ quay qua nói về cái vụ của Hồng Loan dư 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 anh Hai đi quý vị. Trời ơi ta nói Bây giờ tụi nó lên tụi nó nói Hồng Loan hát nhép À Hồng Loan hát nhép à, Còn anh hai ha, ca chặt nhịp vậy không sao chờ tụi bay khùng bay tụi bay điên bay lên Nghệ sĩ ưu tú mà mà hát quên lời hát chặt nhịp mà nó nói không sao Cho bay bay có bị bệnh không Trong khi đó Hồng Loan là nghiệp dư Hồng Loan không phải ca sĩ Hồng Loan hát nhép Nhưng mà Hồng Loan cho dù Hồng Loan có hát nhép đi chăng Thì cái tiếng đó của, của cũng là cái tiếng của Hồng Loan Chứ không phải cái tiếng của ông nội bà nội của tụi bay hiểu không cái tiếng đó cũng là cái tiếng của Hồng Loan mà tôi bay không không hiểu hả cho dù hát nhép đi chăng cũng là cái tiếng của Hồng Loan bây giờ tụi bay mua đĩa mua cây tôi bay mua đĩa hay tôi bay lên nhạc tôi bay cũng thấy đa số là đa số người ta hát nhép không bây giờ người ta thu âm người ta vô cái phòng khu người ta thu âm xong mới đầu người ta lên đĩa thì người ta cũng hát nhép cũng tự tự như Hồng Loan vậy thôi chứ cũng chẳng có gì hay ho hết thì Hồng Loan hát nhép tuy rằng hát nhép nhưng mà cũng cái tiếng đó là tiếng của Hồng Loan nhưng mà Hồng Loan cũng mới lên nói là Hồng Loan không có gành ca cổ này kia cho nên Hồng Loan phải thu âm trước đó, cái chuyện này cũng dễ hiểu hết. Còn cái này anh hai của tụi nó đi lên hát quên lời hát trặc nhịp hát tầm bậy tầm ba hết mà nó nói bình thường bình thường cái đầu của tụi bay chứ bình thường nghiệp quật đến rồi đó con nghiệp quật đến rồi đó con tụi bay nhìn kỹ lại đi tụi bay nhìn kỹ tụi bay chống cái con mắt heo tụi bay chống cái con mắt trâu của tụi bay lên tụi bay nhìn kỹ đi từ cái ngày mà chú năm nằm xuống đến bây giờ tụi bay thấy phía bên nào là ngon tụi bay cứ nhìn kỹ đi tụi bay thấy chỉ có con gái của chú năm làm ăn lên thôi à, làm ăn lên nước thôi. Còn mấy đứa râu ria toàn là bị nghiệp quật không Đó, Anh hai bây giờ cũng tiêu luôn Sự nghiệp ca hát gì đâu bây giờ là bấy nhạy hết Tụi bay nhìn kỹ đi Hồng Loan ngày càng làm ăn phát triển nè à, Nhiều cái shop nè Được nhiều cộng đồng mạng yêu mến nè Hồng Loan ngày, ngày càng xinh đẹp hơn nè Hồng Loan ngày càng tự tin Trong cái việc ca hát của mình nè à, Ngày càng tự tin nói chung Càng ngày càng đi lên còn anh hai gì đâu càng ngày càng đi xuống tụi bay thấy không từ cái ngày mà mà anh hai chia tay quay lưng với hồng loan toàn là anh hai tiêu thật te tua hết nào là hát quên lời rồi nào là chị le le bán xe siêu xe gì tùm lum rồi anh hai bị một số nghệ sĩ không có mời đi đi dỗ tổ nè rồi nghệ sĩ người ta gặp người ta chụp hình người ta cũng biểu xó luôn người ta không cho để luôn á tụi bay thấy nhiều đó tụi bay thấy anh hai tiêu không cho nên những người quay xe với hồng loan bây giờ tao nói te tua mà tơi tả tao nói nó rách nó rách rớ mà nó te tô mà nó tê tả giống như là phải nói là giống như là tao nói cái bộ đồ rách vậy đó quý vị trời ta nói biến căng biến căng rồi thì thôi cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã ủng hộ em cũng như ủng hộ hồng loan ủng hộ chị ni nghe quý vị trời đất ơi tao nói ở à, đúng là vợ chồng Linh Tý mới phe kìa quý vị à vợ chồng Linh tí mới phe chuẩn bị có một cái nói chung là mở mở cái cái tập quá gì đó quý vị mở cái tập quá gì ha À, mở tập quá ví dụ như bán bánh trái, bia, nước ngọt gì đó quý vị, à, rồi gạo, mắm muối gì không biết nhưng mà trước mắt là nghe là mở cái tập quá gì đó, à, cái shop tập quá gì đó thì em nghĩ cái này hợp lý nè à, vợ chồng của Linh Tý mở cái tập quá chắc chắn là sẽ có người ủng hộ đặc biệt là một số anh em Youtube người ta đến người ta cũng mua nước mắm đường tiêu bột ngọt gì đó ví dụ vậy quý vị à, hay là bán bia, nước ngọt gì đó cũng được à, thì rất rất là nhiều người ủng hộ à, bây giờ bên cái tem của Hồng Loan ai cũng có cơ sở làm ăn hết chứ không phải tụi bay nó bùm bơm bị đuổi ra ngoài trời bị đuổi ra ngoài người ta làm bà chủ mà nó bị đuổi ra ngoài tụi bay biết nhục à, tụi bay chắc tụi bay muốn giống như khỉ 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 mập lúc nào cũng trốn trong nhà trọ ngồi live stream bán bán bánh bao chắc trời đất ơi à, thì thôi cũng xin cảm ơn cô gì chú bác anh chị em ha cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều